Vào lúc 11 giờ 35 phút hôm nay, trực thăng EC-225 số hiệu VN-8616 của binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống sân đỗ tòa nhà Viện Chiến Thương Chỉnh Hình, Bệnh viện Quân y 175, đưa bệnh nhân nặng từ huyện đảo Trường Sa Khánh Hòa về đất liền điều trị. Bệnh nhân là ngư dân Nguyễn Hùng, sinh năm 1973, làm việc trên tàu cá số hiệu QNG-96435TS. Trước đó, ngư dân bị ho, đau tức ngực, cảm giác khó thở. Bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa lúc 19 giờ ngày 23 tháng 2. Tại bệnh xá đảo, bệnh nhân được test nhanh kháng nguyên sàng lọc 3 lần đều âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh xá đảo Trường Sa đã kết nối hội chẩn trực tuyến qua hệ thống telemedicine với Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân được tiên lượng nặng, nguy cơ suy hô hấp tiến triển nên được đề nghị đưa về đất liền điều trị. 2 giờ 30 phút sáng nay, công ty trực thăng miền Nam binh đoàn 18 đã điều động trực thăng EC-225 số hiệu VN-8616 cùng kíp y bác sĩ cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175 ra huyện đảo Trường Sa đón bệnh nhân. Tình trạng bệnh nhân hết sức nguy kịch. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực để đảm bảo cho bệnh nhân trong suốt quá trình bay. Bệnh nhân này trong quá trình vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn bởi vì bệnh nhân tổn thương phổi rất là nặng, kèm theo là có tràn khí khoang màng phổi. Do đó trên suốt quá trình bay chúng tôi phải theo dõi hết sức tích cực, kèm theo là phải thực hiện các biện pháp hồi sức, duy trì được các chức năng sinh tồn cho bệnh nhân trong suốt quá trình bay. Ngay khi chuyển về Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu, tiến hành hội chẩn viện để điều trị. Bệnh nhân này đặc biệt nặng. Vào khi chúng tôi hội chẩn telemedicine đối với Trung tâm Y tế đảo Trường Sa thì xác định bệnh nhân được chẩn đoán một viêm phổi suy hô hấp cấp tiến triển, có tràn khí khoang màng phổi trái đến bãi đậu trực thăng của Bệnh viện Quân y 175, thì bệnh nhân hiện tại là an toàn. Việc cất và hạ cánh, cấp cứu các bệnh nhân từ đảo Trường Sa về, hạ cánh trực tiếp tại bãi đậu của sân bay trực thăng Bệnh viện Quân y 175 đã rút ngắn cái thời gian và cái cơ hội cứu sống bệnh nhân. Ngoài phục vụ vận chuyển cấp cứu cho chiến sĩ và người dân gặp tai nạn ở Trường Sa, sân bay cấp cứu bằng trực thăng của bệnh viện sẽ trở thành điểm phát triển cấp cứu nhanh, hướng đến là trung tâm cấp cứu đa năng đường bộ, đường thủy và đường không. Qua đó giải quyết tất cả những cái tình huống sự cố thảm họa về thiên tai nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất sức khỏe cho cán bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.